Long xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Từ Cà Phê. Các bạn thân mến, bên cạnh Long đây là cái thiết bị người ta gọi là cái afterburner. Afterburner sau khi đốt có nghĩa là gì? Có nghĩa là để cái máy đấy, nói đơn giản đây là cái máy đốt khói. Và câu hỏi đặt ra là khi mình trang bị, khi mình lắp đặt máy rang, liệu mình có nên trang bị cái máy afterburner không, và nó có đáng tiền để mua hay không? Thì trước khi trả lời câu hỏi đó, Lâm sẽ quay sơ sơ cho các bạn để các bạn hình dung cái máy afterburner nó hoạt động như thế nào nha. Rồi các bạn thân mến, cái máy afterburner nó hoạt động dựa trên cơ cấu, đây là cái hộp điều khiển của nó. Đây cái hộp điều khiển ha, đây cái hộp điều khiển của cái afterburner thôi, đơn giản vậy ha. Tùy mình cài đặt nhiệt độ của cái máy rang là bao nhiêu, thì khi đạt tới cái ngưỡng đó, máy nó sẽ tự bật lên, hoặc nó sẽ có cái cơ chế tự động bật, hoặc là mình sẽ có thể mở chế độ manual, có cái mình tự mở khi mình xem tới cái thời điểm nó là bao nhiêu. Đây các bạn hình dung, ví dụ đây cái máy rang ha, cái silo nó sẽ hút khói vỏ lụa thì nó giữ trong cái silo này và khói nó sẽ đưa ra. Thì nếu trường hợp mà không có cái afterburner, khói nó sẽ đưa thẳng theo cái đường này đi ra ngoài luôn, nhưng có cái afterburner, nó sẽ dẫn khói vào cái afterburner, vào cái này. Và nhiệm vụ cái afterburner làm gì? Làm một nhiệm vụ chính thôi, dùng nhiệt đốt sạch cái khói. Và khi cái máy này nó hoạt động á, thì ở cái đầu ống khói trên này ra nè, mình sẽ không nhìn thấy khói, giống như xe hơi chạy mình không có thấy khói các bạn ha. Và nguyên tắc của nó là nó sẽ sử dụng ga nó đưa vào đây, cái đầu đốt này với cái nhiệt độ đốt từ 600 tới 700 độ, nó sẽ đốt cháy sạch khói luôn các bạn ha. Đó, và như vậy ấy, thì nó đảm bảo là không khói, nó không không bị thoát ra môi trường ha. Và như vậy thì sẽ làm yên lòng bà con lối xóm, đơn giản vậy thôi. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu mình có cần mua cái máy này không, và cái máy này có thực sự hữu ích và đáng tiền không, thì anh em cùng mình cùng chia sẻ ha, cùng mổ xẻ coi ha. Rồi ok, rồi các bạn thân mến, thì như Long chia sẻ các bạn đó là cái afterburner này nó quay lại trong quá trình mà rang á, thì sẽ có những bắt đầu sẽ có những cái giai đoạn ha, khói nó ra rất là nhiều ha, khói nó phát ra rất là nhiều. Và nếu cái máy mà các bạn đặt ngay trung tâm thành phố ngay khu đông dân cư, thì khi mà khói bốc lên nguồn ngột từ ống khói thì chắc chắn một điều là hàng xóm hoặc là công an phường xã họ rất là khó để yên cho các bạn ha. Cái đó điều chắc chắn, rất là khó để yên. Bởi vì sao? Bởi vì nó ảnh hưởng tới, thứ nhất người ta nhìn cái đó người ta có cảm giác như nó muốn cháy tới nơi, nó muốn cháy tới nơi, cho nên họ rất sợ phòng cháy chữa cháy ha. Đó vấn đề phòng cháy. Cái thứ hai là nó nghe mùi khói ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy thì với cái máy 1 kg thì có thể không sao, máy 2 kg, 3 kg, 3 kg. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhanh tay bấm nút đăng ký phía dưới để nhận được những bài học sớm nhất, giá trị nhất, mang lại thành công, mang lại sự trải nghiệm. Và làm giàu từ cà phê không chỉ cho riêng bản thân mình mà còn cho những người thân của mình, cho bạn bè của mình. Cảm ơn các bạn. Ký thì không sao, nhưng máy 5 kg hoặc là máy 10 kg và trở lên đó, thì lúc đó cái lượng khói ra rất nhiều, đặc biệt trong các cái giai đoạn, ví dụ giai đoạn cuối cái giai đoạn sấy khô, nó cũng phát sinh cực kỳ nhiều khói. Từ sau cái giai đoạn sấy khô trở đi cũng phát sinh cực kỳ nhiều khói. Và nhiệm vụ của máy này là khi cái đoạn bắt đầu nhiều khói nó sẽ đốt, và nó đốt sẽ rất sạch các bạn, rất hoàn toàn. Thì trên thế giới thì có nhiều cách để nó khử khói đó. Có thể người ta sử dụng hệ thống phun nước phun sương, có thể người ta sử dụng điện cao, điện hiệu điện thế cao, vân vân. Nhưng
Nhưng đây vẫn là cách mà gọn nhẹ nhất, tốt nhất. Tuy nhiên nó sẽ hơi tốn ga một chút. Trung bình nếu mà mình ví dụ ha, ví dụ nếu mình ra một mẻ cà phê, Long nói ví dụ ha, nếu mình ra một mẻ cà phê hết khoảng 1 kg ga ha, thì cái máy này nó đốt, thì cái lượng ga nó đốt ấy, nó cũng khả năng là nó chiếm 60 tới 70%. Có nghĩa là cộng thêm 60 tới 70%. Ví dụ rang hết 1 kg ga thì cái này nếu mà nó đốt đó, nó cũng đốt hết khoảng 600 gram ga. Đó, ví dụ vậy để anh em mình hình dung cho nó dễ ha. Có nghĩa là cái lượng ga tiêu thụ rất lớn. Vì đây là nó là cái đầu đốt, nó phát ra cái lượng, nó đốt ra cái lượng nhiệt là 600 tới 700 độ. Đốt rất nhanh. Do vậy khi cái luồng không khí nóng nó dẫn theo khói vừa đi qua đây đốt là sập. Rồi câu hỏi ra cái này mắc không? Tùy tùy quan điểm. Nhưng mà ví dụ ha, một cái máy này nó cũng trị giá khoảng 70 triệu ha. Tương đương với cái máy rang 1 kg. Cái máy rang 1 kg này. Do vậy nó cũng là một con số để mà các bạn cân nhắc khi các bạn đầu tư. Tuy nhiên với cái chi phí cao về, với cái hiệu quả về, thì liệu cái tác dụng vậy thì liệu có thật cần thiết để các bạn trang bị cho cái sợi rang của mình không? Để trả lời câu hỏi này thì mình cần cần phải xem xét kỹ là cái sợi của mình đặt ở đâu. Ví dụ cái sợi các bạn đặt ở những cái vùng nông thôn ha, những cái vùng mà thưa dân ha, những cái nơi mà người dân cũng không quá khó khăn, hoặc là những nơi mà nó thông thoáng thì ok, các bạn không cần trang bị cái này ha, bởi vì này mắc tiền và bởi vì này nó sẽ tiêu thụ ga nhiều, dẫn tới phát sinh chi phí làm cho cái giá thành của cái sản phẩm nó cao. Cái này thực sự chỉ phù hợp và buộc phải trang bị ở những cái nơi mà cái xưởng nó đặt ở những khu dân cư, những khu đông đúc, những khu mà giống như thành phố Hồ Chí Minh đó. Tuy nhiên thực sự bây giờ trước đây có một vài cái quán người ta cũng trang bị máy móc, người ta đặt ở trong trong thành phố. Tuy nhiên người dân người ta ý kiến quá trình họ buộc, thứ nhất họ họ có nhiều cái cách để giải quyết. Thứ nhất họ chuyển ra ngoài xa xa trung tâm thành phố. Cái thứ hai họ đặt gia công ở các nơi khác, rồi các vùng khác họ chuyển về, rồi xong giải quyết xong bài toán đó. Tuy nhiên cái đó là hai cái rất khác biệt. Nhưng mà tuy nhiên là nhiều khi cái sự mình nó đặt cũng không gần trung tâm lắm, nhưng mà cũng vẫn nằm trong cái khu dân cư, thì lúc đó thì các bạn cần cân nhắc, cần cân nhắc để mà nếu trường hợp mình trang bị này thì phải tính thêm cái phần khấu hao cho mình cái bộ máy máy rang, thì như vậy nó mới hiệu quả và kinh tế. Tuy nhiên nó vẫn có giải pháp là nhiều nhiều cái quán và nhiều cái đơn vị họ họ đặt gia công chỗ chỗ các vùng sâu vùng xa, và như vậy họ không cần lo nghĩ tới cái này, không cần đầu tư tới 70 triệu ha. Cho nên cái 70 triệu này cũng là một cái để các bạn cân nhắc, xem thử nó có đáng để trang bị không, và khi trang bị vậy mình có thật sự hữu ích không ha các bạn ha. Đó. Do đó tất cả quyền của các bạn đều nằm trong, tất cả quyết định các bạn đều nằm trong tay bạn, bởi vì tiền đang nằm trong tay các bạn. Do vậy các bạn hãy cân nhắc cho thật kỹ các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn một ngày mới thật tuyệt vời.